Xin chào quý nhà đầu tư, đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa được thực hiện bởi FTV Hàng hóa 24, thành viên chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Trong tuần tiếp theo, tuần từ 18 tháng 7 tới 22 tháng 7 năm 2022, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại xem thị trường trong cái tuần vừa qua đã diễn biến như thế nào. Từ đó thì tìm ra cái xu hướng của thị trường cũng như là những điểm mua bán giao dịch cho nó phù hợp. Tuần qua thì như quý nhà đầu tư có theo dõi thì thị trường điều chỉnh vào những cái phiên đầu tuần, nhưng mà đến cái những cái phiên cuối tuần thì nó đã có những cái dấu hiệu và có những cái nhịp phục hồi rất là đáng chú ý. Trong đó thì chúng tôi đã khuyến nghị quý nhà đầu tư chúng ta mở những cái lợi vị thế mua khi mà chúng tôi thấy rằng là giá điều chỉnh về những vùng hỗ trợ và có dấu hiệu phục hồi trở lại trong cái phiên tối ngày thứ năm. Thì trong cái phiên này thì chúng ta cùng xem lại cái nhịp phục hồi đó nó có đủ lớn hay không và liệu có khả năng sẽ duy trì trong tuần tới hay không. Trước hết thì cùng ngó qua về cái thị trường hàng hóa cũng như là diễn biến của thị trường tài chính quốc tế. Trong cái tuần vừa rồi thì cũng có một vài cái sự kiện mà chúng ta cần phải lưu tâm. Trong đó thì đáng chú ý nhất đó là khi mà đồng đô la vẫn tiếp tục tăng và chỉ số CPI của Mỹ thì đã lên mức khá là cao so với cả dự đoán. Điều này thì khiến cho lo ngại về lạm phát tại Hoa Kỳ, tại Mỹ đã khiến cho những cái thị trường chứng khoán hay là những cái giá hàng hóa được yết bằng đồng đô la cũng gặp ảnh hưởng rất là lớn. Đầu tiên thì chúng ta có thể ngó qua một chút về giá vàng đi. Giá vàng và giá kim loại quý trong cái tuần vừa qua thì tiếp tục điều chỉnh. Vàng thế giới thì trải qua tuần thứ năm liên tiếp là giảm, ghi nhận đây là tuần thứ năm liên tiếp khi mà có những cái thông báo về có những cái kỳ vọng về một đợt nâng lãi suất đáng kể của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nó điều này thì nó hoàn toàn phù hợp khi mà trong cái thời gian vừa qua thì đồng đô la tăng giá, và khi mà đồng đô la tăng giá như vậy thì nó cũng khiến cho cái sức hấp dẫn của những cái sản phẩm tránh trú như là vàng, những loại kim loại quý khiến cho những cái sản phẩm này kém hấp dẫn hơn. Hiện nay thì đồng đô la dao động ở mức cao nhất trong vòng 2 thập kỷ, làm vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nước ngoài. Với cái việc đồng đô la đang trải qua một cái đợt tăng giá mạnh mẽ thì rõ ràng là nhà đầu tư cho rằng đấy là cái kênh mà trú ẩn nó tốt hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn là so sánh với các sản phẩm đang giảm giá như hiện nay, ví dụ như là vàng hay là những cái đồng tiền số Bitcoin chẳng hạn, cũng đang trải qua những cái đợt điều chỉnh rất là rõ ràng. Đấy. Trong cái tuần vừa qua thì ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là trên cái thị trường chứng khoán thì Dow Jones và những cái chỉ số chứng khoán Mỹ đều bật tăng khá là mạnh trong cái phiên ngày thứ sáu. Trước đó thì là có những cái phiên điều chỉnh khi mà những cái dữ liệu kinh tế và lo ngại và cái việc mà sắp tới đây rất có khả năng đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất lên để kiềm chế bớt lạm phát. Cái cuộc chiến giữa Fed và lạm phát hiện nay là cái là điều mà chúng ta và toàn cái thị trường tài chính thế giới đang nói đến. Nó khiến cho những điều này thì khiến cho cái ảnh hưởng của thị trường tới cái nền kinh tế Mỹ, ảnh hưởng tới sức mua, ảnh hưởng tới cái đồng đô la, đấy, tới ảnh hưởng tới cái việc là tránh trú giữa lựa chọn giữa các loại tài sản, và trên hết nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái thị trường hàng hóa của chúng ta. Đấy. Trong cái tuần vừa qua thì giá dầu cũng có những cái biến động rất là đáng chú ý khi mà giá dầu Brent có lúc đã giảm xuống đến cái mức khoảng 95 đô la. Đấy, sau đó thì đã phục hồi lên trên mức 100 đô la. Đặc biệt là trong cái phiên ngày thứ tư, điều này tôi đã lưu ý đến quý nhà đầu tư rồi. Những cái thông tin ví dụ như là Ả Rập Xê Út, Saudi Arabia thì không không thể tăng ngay một cái sản lượng như kỳ vọng. Khiến cho tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sắp tới có cái khả năng tăng đáng kể sản lượng hay không ấy, thì nó là một cái câu hỏi còn đang đề ngỏ, và cái điều này thì khiến cho giá dầu
phục hồi quay trở lại sau khi đã điều chỉnh khá là mạnh, giảm khá là mạnh trong những cái phiên ngày cuối tuần. Dầu WTI thì có lúc giảm xuống dưới cái mức khoảng 90 đô la, xin lỗi, giảm đến mức khoảng 90,5 đô la, trong khi dầu Brent thì cũng có lúc giảm tới mức khoảng 95 đô la. Đấy, những cái thông tin này thì đã ảnh hưởng tới cái thị trường dầu mỏ. Hiện tại trong cái tuần vừa qua thì Tổng thống Mỹ ông Joe Biden thì đã kêu gọi rằng Ả Rập Xê Út là tăng thêm cái sản lượng bơm thêm dầu. Tuy nhiên là cái quốc gia này thì không như mong đợi, là Ả Rập Xê Út thì không thể nào là ngay lập tức nâng cái sản lượng dầu. Đấy. Mà nó cần có cái thời gian, và cái điều này thì khiến cho cái giá dầu phục hồi trở lại. Cái điều này thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới các sản phẩm trên cái thị trường, trong đó thì có nhóm nông sản mà chúng ta đang giao dịch, nó ảnh hưởng rất là lớn. Trong cái nhóm nông sản này thường là các sản phẩm như đậu tương này, dầu đậu tương, lúa mì, ngô. Đấy, thì trong cái phiên ngày thứ 5 chúng tôi khuyến nghị thì các sản phẩm này đa phần đều có những nhịp phục hồi, trong đó phục hồi tốt nhất là chính là cái sản phẩm dầu đậu tương. Đấy, còn ngô thì sau cái nhịp phục hồi nó không rõ ràng thì đã điều chỉnh trong cái phiên ngày thứ xin lỗi, lúa mì sau sau cái nhịp phục hồi không rõ ràng thì đã điều chỉnh giảm sâu hơn trong cái phiên ngày thứ 6. Còn đâu ngô thì vẫn giữ được cái mức giá cao hơn ra cái đóng cửa của ngày phiên ngày thứ 5. Đấy, sản phẩm khô đậu tương thì đang ở trong cái nhịp tích lũy ở trong một cái khung giá, thì chúng ta nương theo cái khung giá này để giao dịch thôi, chứ còn cái xu hướng hiện nay đối với sản phẩm khô đậu tương thì nó cũng không quá rõ ràng. Như các bạn có thể thấy ở đây, đối với sản phẩm khô đậu tương thì tôi đang kẻ những cái khung giá ở đây. Đấy, chúng ta có thể thiết lập một cái khung, hai cái khung giá, vài cái vùng hỗ trợ bên dưới này cũng được. Đấy, hiện nay giá chạm vào khoảng mức khoảng 410 thì là cái vùng 405, khoảng 406, 410 là cái vùng mà chúng tôi cho rằng có thể bán ngắn hạn ở đây được. Đấy, quý nhà đầu tư lưu ý, chúng ta có thể bán ngắn hạn những sản phẩm này, cái vùng này. Đấy, còn đối với cả các sản phẩm như là đậu tương hay dầu đậu tương thì nhiều khả năng là vẫn có cái nhịp phục hồi trong cái tuần tới, đặc biệt là cái sản phẩm dầu đậu tương cùng với sản phẩm phục hồi của nhóm của dầu thô, thì dầu đậu tương có nhiều cái khả năng là tiếp tục phục hồi trong cái phiên đầu tuần tới. Đây, nhiều khả năng là tiếp tục phục hồi. Còn lúa mì, mặc dù có cái sự phục hồi của cái sản phẩm là dầu nhưng mà giá vẫn tiếp tục là thủng cái đáy này. Đấy, nhiều khả năng trong cái tuần tới những cái diễn biến tiếp theo của sản phẩm lúa mì vẫn là điều chỉnh. Như vậy chúng ta có thể thấy là có một cái sự phân hóa ở trong cái nhóm hàng hóa, nhóm nông sản này, đó là sản phẩm, các sản phẩm họ đậu thì vẫn có khả năng phục hồi trong cái tuần tới, ngô cũng vậy, nhưng mà sản phẩm lúa mì thì đang có những nhịp điều chỉnh khá là sâu, giá là mạnh và nhiều khả năng là sẽ đi ngược với cả cái nhóm phục hồi trong cái tuần tới đây. Đây là sản phẩm mà tôi cho rằng quý nhà đầu tư có thể ưu tiên mở bán so với cả các sản phẩm khác, ví dụ như ngô, lúa mì, xin lỗi, ngô, dầu đậu tương, khô đậu tương hay là sản phẩm đậu tương, thì chúng ta đều có thể mở mua tại những cái vùng nào vùng hỗ trợ hoặc là theo cái đà xu hướng. Ví dụ như dầu đậu tương hiện nay theo cái nhịp phục hồi chúng ta hoàn toàn có thể mua. Đấy, hoặc là ngô điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ chúng ta cũng vẫn có thể mua. Nhưng mà sản phẩm lúa mì với cái sự phục hồi của thị trường trong cái phiên ngày thứ 6, cái sản phẩm này không phục hồi được, giảm thủng đáy, thì nhiều khả năng là chúng ta nên mở bán đối với cái sản phẩm này, ưu tiên tối đa những lệnh bán cho cái sản phẩm lúa mì. Đây là cái quan điểm ngắn hạn của tôi. Còn đâu trong cái tuần tới, nhiều khả năng là chúng tôi sẽ vẫn phải cập nhật những cái xu hướng diễn biến trong trong tuần nữa, mà không chỉ dừng lại ở đây. Sản phẩm đường, thang đường 11, đó là cái sản phẩm mà trước đấy chúng tôi khuyến nghị quý nhà đầu tư nên đứng ngoài theo dõi và không theo dõi, không tham gia. Tuy nhiên trong cái giai đoạn này, khi mà tôi chưa nhận thấy là cái xu hướng nó đã quay trở lại, nó cũng không còn những cái gap hay là những cái dầu nến khó chịu, tức là cái biến động trung phiên nó tương đối là thuần và đi theo một cái hướng nhất định. Đấy, thì chúng ta có thể mở mua hoặc bán đối với cái sản phẩm này rồi. Đấy, cái sản phẩm cà phê, hai cái sản phẩm cà phê thì trước đó sau một thời gian mà tạo một cái khung giá ở đây, tạo một cái khung giá cả Arabica và Robusta thì tạo một cái khung giá, chúng ta xem Robusta theo dõi rõ hơn. Đây, tạo cái khung giá ở đây thì đấy, hoặc là có một cái khung giá hẹp hơn nữa ở tủ trên này. Đấy, thì trong cái tuần vừa qua và cái tuần trước nữa và cái tuần vừa qua nó đã phá cái xu hướng sideways ngắn hạn này và vào cái xu hướng giảm giá. Đấy, thứ nhất là nó giảm xuống dưới cái khung giá này, thứ hai là chúng ta thấy rằng là
những cái đường MA nó đang nằm trên cái đường giá, thì đây là cái dấu hiệu để xác nhận rằng cái xu hướng là downtrend và chúng ta hoàn toàn có thể mở bán những cái sản phẩm này. Đấy, ưu tiên bán đối với sản phẩm hai cái sản phẩm cà phê là cà phê Robusta và cà phê Arabica. Xin lỗi, chúng ta quay lại sản phẩm đường, là đây là cái sản phẩm mà chúng tôi đã khuyến nghị quý nhà đầu tư quay trở lại giao dịch. Đấy. À, hiện nay theo cái nhận định của chúng tôi thì nhiều khả năng là cái xu hướng tiếp diễn phục hồi nó còn diễn ra đối với cả các sản phẩm đường này, thì chúng ta vẫn có thể tiến hành mua được. Đây, vẫn có thể mua. Đấy. Giá hiện nay chúng ta có thể quan sát thấy là những nhịp điều chỉnh không khiến cho cái đường trung bình 50 ngày nó cắt xuống cái dưới cái đường trung bình 200 ngày. Quý nhà đầu tư hoàn toàn có thể mở mua đối với sản phẩm đường. Đấy. Đây là một trong những số ít cái sản phẩm mà có giữ được cái xu hướng tăng giá, tức là cái đường trung bình nó vẫn nằm được ở trên cái đường trung bình 200 ngày. Đây, kể cả còn đối với cả, xin lỗi, đây là cái mặc dù ở trong cái nhóm nông sản này, mặc dù là cái đường này nó cũng chưa cắt xuống, nhưng mà những cái nhịp điều chỉnh, những cái nhịp giảm giá mạnh, sâu mạnh như thế này thì nhiều khả năng đây là những cái nhịp điều chỉnh cuối xu hướng, nó rất là nhanh, rất mạnh và khiến cho giá downtrend rồi. Còn đối với các sản phẩm kim loại thì chúng tôi vẫn không có nhiều thay đổi. Đây, cái sản phẩm, nhóm sản phẩm này thì đã vào downtrend và rất là rõ rồi. Đấy, thì chúng ta vẫn ưu tiên những cái lệnh bán thôi. Những nhà đầu tư có thể tham gia những cái lệnh mini hoặc là micro trước khi tham dự vào những cái sản phẩm, những cái hợp đồng nguyên. Và ví dụ như là sản phẩm bạc hay là sản phẩm đồng đều có những cái hợp đồng nó thấp hơn. Đấy, cái số ao nó thấp hơn. Đấy, và chúng ta hoàn toàn có thể tham gia giao dịch bằng những cái vị thế như thế được. Đấy, thay vì là chúng ta mua nguyên cả một cái hợp đồng tiêu chuẩn thì chúng ta có thể tham gia những cái hợp đồng micro hay là hợp đồng mini, về kể cả là nhóm dầu năng lượng cũng vậy, chúng ta có thể hoàn toàn bắt đầu bằng nhóm bằng micro hoặc là mini. Như vậy là trong cái thị trường này hiện nay cái xu hướng, trừ một ít mà mặt hàng có xu hướng cũng không rõ ràng, thì phần lớn tôi thấy rằng là cái xu hướng hiện nay nó đang đang ở trong một cái xu hướng tương đối rõ ràng rồi, và quý nhà đầu tư nên nương theo cái xu hướng đó để giao dịch. Đấy. Ví dụ như là các sản phẩm, ví dụ như lúa mì, nhóm kim loại hay là cà phê, đấy, cái xu hướng giảm giá khá là rõ và cái nhịp phục hồi nó cũng rất là yếu thôi, thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn mà bán được. Chỉ lưu ý với quý nhà đầu tư đó là những sản phẩm ví dụ như kim loại, đấy, cái mức biến động nó rất là cao, ký quỹ nó có thể là cao, thì chúng ta có thể tham gia những hợp đồng mini hoặc hợp đồng micro trước, sau đó khi đã ổn định và có xây dựng cái những cái phương pháp cũng như cái tâm lý ổn định rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia những cái hợp đồng tiêu chuẩn. Trên đây là cái toàn bộ cái nhận định của thị trường của chúng tôi trong cái tuần, cho cái tuần tới. Nếu mà quý nhà đầu tư có thêm những cái câu hỏi thì có thể để lại ở dưới phần bình luận hoặc tham gia những cái group, những cái Zoom của FTV Hòa 24. Rất hân hạnh được phục vụ quý nhà đầu tư trong cái quá trình đầu tư và giao dịch hàng hóa. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.